Kính thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đã công bố sách trắng mới về chính sách đối với Đài Loan. Nội dung không khác gì cuộc Đài Loan độc lập. Trung Quốc đã tuyên bố trong hai sách trắng trước đây về Đài Loan vào năm 1993 và 2000, nói rằng Trung Quốc sẽ không đưa quân đội hay nhân viên hành chính đến trú đóng ở Đài Loan sau khi đạt được cái mà Bắc Kinh gọi là thống nhất. Tuy nhiên, sách trắng mới nhất của Trung Quốc cho thấy Đài Loan ít quyền tự trị ít hơn so với đề xuất trước đây sách trắng của Trung Quốc về lập trường đối với Đài Loan được công bố sau nhiều ngày Bắc Kinh tập trận chưa từng thấy quanh Đài Loan nhằm phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi tuần trước. Giáo sư Trương Thiên Lượng, một nhà bình luận và phân tích chính trị trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng sách trắng mới của Trung Quốc đồng nghĩa với việc ép Đài Loan phải độc lập. Hôm nay, DKN News sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem sách trắng mới của Trung Quốc có gì khác với trước đây. Tại sao giáo sư Trương lại có nhận định như vậy? Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích sau đây của giáo sư Trương Thiên Lượng. Ba thay đổi lớn trong sách trắng mới về chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan Bối cảnh ra đời sách trắng mới về chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan là quân đội Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận mang tính đe dọa chưa từng có xung quanh Đài Loan để phản đối chuyến thăm của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Sau đó, văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc và văn phòng thông tin của Quốc vụ viện đã cùng phát hành sách trắng về vấn đề Đài Loan và sự nghiệp thống nhất của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Cái mà Trung Quốc gọi là kỷ nguyên mới là có liên hệ với ông Tập Cận Bình, nên rõ ràng vấn đề Đài Loan là quan điểm của ông Tập trong vấn đề thống nhất Trung Quốc nội dung của sách trắng mới này có ba sự thay đổi lớn so với hai sách trắng của trước đây thứ nhất sách trắng của trước đây từng cam kết rằng chính quyền trung quốc sẽ không cử quân đội hoặc nhân viên hành chính đóng tại đài loan như chúng ta đã biết hồng kông có đơn vị đồn trú quân giải phóng nhân dân trung quốc tuy nhiên trung quốc không cử lực lượng quân đội vào đài loan cũng không cử nhân viên hành chính đến đài loan cũng có nghĩa là cho đài loan một địa vị tự trị cao hơn hồng kông Đương nhiên, dù sao cũng chỉ là lời nói, không cử người nhưng đến một lúc nào đó lại tìm một lý do nào đó để đưa quân đội vào cũng nên. Điều này rất khó nói, nhưng ít ra về mặt văn bản, Trung Quốc đã cam kết sẽ không cử quân đội và nhân viên hành chính đến Đài Loan, và bây giờ điều này đã bị xóa khỏi sách trắng. Thứ hai, trong sách trắng về vấn đề Đài Loan năm 2000 có nhắc đến, chỉ cần trong khuôn khổ của một Trung Quốc, mọi vấn đề đều có thể đàm phán. Điều này có lẽ là dựa trên một phát biểu nào đó của Giang Trạch Dân. Sau đó, Giang Trạch Dân từng công bố 8 chủ trương của Giang Trạch Dân. Giang 8 điều, trong đó còn nói, chỉ cần thành lập một Trung Quốc, chúng ta có thể đàm phán bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, cam kết này cũng đã biến mất khỏi sách trắng mới. Đương nhiên, khả năng thực hiện đàm phán mọi vấn đề trong khuôn khổ một Trung Quốc vốn dĩ không cao. Nếu như nói cái gì cũng có thể đàm phán, vậy thì vấn đề dân chủ hóa chính trị, Vấn đề quốc gia hóa quân đội, vấn đề phong tỏa mạng internet, vấn đề đàn áp nhân quyền ở đại lục đều có thể đàm phán hay sao? Phế bỏ chế độ độc tài, độc đảng cũng có thể đàm phán. Phải chăng có thể cho phép các nhân vật chính trị của Đài Loan đến đại lục tham gia tranh cử? Trên thực tế, khả năng thực hiện câu nói cái gì cũng có thể đàm phán trước đây cũng không cao, nhưng ít ra cũng là một thái độ. Bây giờ ngay cả thái độ này cũng miễn luôn rồi. Thứ ba, sách trắng mới tuyên bố rõ ràng là sẽ xóa bỏ đảng dân chủ tiến bộ điều này cũng là một chuyện ngoài sức tưởng tượng trong nguyên văn có một câu nói những việc làm mong muốn độc lập của chính quyền đảng dân chủ tiến bộ đã dẫn đến sự căng thẳng của hai bờ eo biển gây hại cho hòa bình và ổn định của eo biển đài loan phá hoại triển vọng thống nhất hòa bình chèn ép không gian thống nhất hòa bình là chướng ngại cần phải loại bỏ trong tiến trình giành lấy thống nhất hòa bình nếu như bỏ hết toàn bộ tội danh được theo dệt ở giữa thì sẽ là Đảng dân chủ tiến bộ là chướng ngại cần phải loại bỏ trong tiến trình giành lấy thống nhất hòa bình. Chuyện này là hoàn toàn không thể thực hiện. Trung Quốc loại bỏ Đảng dân chủ tiến bộ bằng cách nào? Trừ phi Bắc Kinh dùng vũ lực chiếm lấy Đài Loan, sau đó cưỡng chế xóa bỏ Đảng dân chủ tiến bộ, nếu không sẽ không có cách nào loại bỏ cái mà Trung Quốc gọi là chướng ngại. Sách trắng mới của Trung Quốc không tương đương với việc ép Đài Loan độc lập theo giáo sư Trương Thiên Lượng, người dân Đài Loan sẽ không bị đe dọa bởi ba biến đổi lớn trong sách trắng mới. Ngược lại, còn có thể khiến người Đài Loan quyết tâm tách khỏi Trung Quốc đại lục hơn. Hơn nữa, cách làm này của chính quyền Bắc Kinh không khác gì đang giúp Đảng Dân Chủ tiến bộ trong cuộc bầu cử. Có nghĩa là, có Đảng Dân Chủ tiến bộ thì Đài Loan mới không đầu hàng Trung Quốc đại lục. Điều này đồng nghĩa là việc Trung Quốc mắng chửi Đảng Dân Chủ tiến bộ trên thực tế là đang giúp Đảng dân chủ tiến bộ có nhiều phần thắng hơn trong cuộc tranh cử. Những người đọc hiểu sách trắng sẽ biết là thực tế sách trắng mới này chính là muốn biến Đài Loan thành Hồng Kông. Trước đây, Bắc Kinh còn cho Đài Loan có địa vị tự trị cao hơn Hồng Kông, bây giờ không khác gì muốn biến Đài Loan trở thành Hồng Kông. Tình hình hiện nay của Hồng Kông đã khác xưa, nền dân chủ của Hồng Kông là nền dân chủ giả, pháp trị là pháp trị giả. Nếu như Hồng Kông hiện nay còn có nền dân chủ thực sự, tại sao trong cuộc bầu cử đặc khu trưởng Hồng Kông chỉ có một ứng cử viên tranh cử, ngay cả một đối thủ cạnh tranh cũng không có? Đây tuyệt đối không phải là bộ dạng nên có của một nền dân chủ. Vì vậy, thông qua quá trình của cuộc bầu cử đặc khu trưởng Hồng Kông lần này, có lẽ thế giới đều đã nhìn thấy rõ, Hồng Kông đã biến thành một tỉnh của Trung Quốc đại lục, đặc khu trưởng do trung ương chỉ định, sau đó tiến hành một cuộc bầu cử cho có lệ. Vì vậy mới nói nền dân chủ của Hồng Kông là nền dân chủ giả, pháp trị của Hồng Kông là pháp trị giả. Nếu không, sẽ không thể nào giải thích được việc ông Lê Trị Anh, Jimmy Lai, ông chủ của tờ Apple Daily, cho đến bây giờ vẫn bị giam giữ. Và Đức Hồng Y. Jules, Trần Nhật Quân bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ. Nền dân chủ và pháp trị của Hồng Kông, bao gồm sự tự do của Hồng Kông, hiện nay đều bị sói mòn nghiêm trọng bởi sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc và người Đài Loan cũng nhìn thấy rõ điều này. Trong khi sách trắng mới lại có ý ám chỉ rằng muốn biến Đài Loan trở thành một Hồng Kông như hiện tại, điều này không khác gì đang ép Đài Loan phải độc lập. Bộ mặt của chiến lan Trung Quốc lại càng làm mạnh mẽ ý chí phản kháng của người dân Đài Loan. Từ ngữ và nội dung của sách trắng mới do chính quyền Trung Quốc vừa ban hành hoàn toàn mang văn phong của cách mạng văn hóa. Văn phong trong sách trắng mới thể hiện rõ rằng Chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan trở nên thiếu thực tế hơn và cũng trở nên thô lỗ hơn và ngang ngược hơn. Thể hiện thái độ quyết tâm muốn xóa bỏ Đảng dân chủ tiến bộ của Đài Loan. Vẫn chưa chiếm được Đài Loan nhưng đã lộ rõ sát khí ngút trời. Thật ra, quyết định này của Bắc Kinh không khôn ngoan chút nào. Nếu như Trung Quốc có đủ khả năng xâm lược Đài Loan bằng vũ lực thì chắc chắn bây giờ đã thực hiện rồi. Tuy nhiên, Hiện nay rõ ràng là thời cơ chưa chín muồi. Trong tình hình như hiện nay, nếu như khôn khéo một chút thì ít nhất phải thể hiện thái độ mềm mỏng một chút. Nhưng Trung Quốc hiện nay biết rõ không thể động vào Đài Loan, nhưng vẫn cố tình nhè nành mùa vuốt. Sau khi Trung Quốc tuyên bố sách trắng mới, ông Tiêu Thiên, đại sứ Trung Quốc tại Australia, đã nói trong một buổi phỏng vấn rằng Trung Quốc sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để thống nhất Đài Loan, bao gồm thống nhất bằng vũ lực sau đó ông để cho mọi người tự phát huy trí tưởng tượng của mình tưởng tượng trung quốc sẽ làm thế nào để thống nhất có người nói rằng người đài loan hiện nay rất phản cảm trung quốc đại lục ông tiêu thiên công khai nói dối trắng trợn nói rằng thật ra hầu hết người dân đài loan đều ủng hộ thống nhất đều hy vọng thống nhất thật ra chính quyền trung quốc biết rất rõ phần lớn người dân đài loan đều chống lại sự thống nhất của trung quốc nhưng hiện giờ chưa đủ khả năng để có thể chiếm được Đài Loan mà lại không thể không làm ra điệu bộ quen thuộc của phong cách chiến lăng. Điều này khiến ý chí phản kháng của người dân Đài Loan càng thêm mạnh mẽ. Thưa quý vị, chuyên mục phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.